Sữa chua của mình rất là sánh và mịn nha mọi người. Cái này không cũng không phải đóng đá luôn đâu. Đấy. Thấy không? Nếu như mà mọi người muốn làm cái sữa chua úp ngược này thành công ngay từ cái lần đầu tiên mình làm thì chào tất cả mọi người nha. Chiều nay thì mình đang chuẩn bị cơm chiều mọi người. Đang làm món cà ri gà. Tính kho gừng nhưng mà nhà hết gừng rồi, ngại đi mua. Đây là nấu cà ri luôn. Gà thì làm sạch rồi. Mình tra chảy một tí rồi mình ướt thôi. Đây là cà ri. Chiều nay người lười nấu rau quá. Hầm tí cà rốt khoai tây làm một nồi luôn. Vừa có đồ ăn, vừa có rau. Rồi, mắm, muối, bột ngọt, cà ri. Rồi bây giờ mình sẽ đảo đều lên nha. Gà thì mình chặt miếng vừa ăn như thế nào. Nấu cà ri thì mình chặt nó hơi to một tí nhé. Nói chung hôm nay không, cái món chính hôm nay không phải là gà nấu cà ri mọi người. Cái món chính hôm nay nó là cái món khác thôi. Nhưng mà tiện đây thì mình quay luôn. Cái này cũng gần xong rồi. Ok. Bây giờ mình cất ở đây nhé. Đi lấy thêm một thứ nữa. Thịt gà thì ướp ở trong kia nhưng mà mình đi tìm một ít xả mọi người ạ. Mùa khô này thì không tưới được. Xả thì không có củ rồi đấy. Thôi đi lấy lá đi. Đây, còn một ít lá xả. Mình cho lá xả không có củ xả thì mình xài tạm lá xả nó cũng thơm lắm nhé. Vã quá thì xài tạm lá vậy. Tại mùa khô này mình không có tưới được. Ok, một nhúm thế này là được rồi. Chiều nắng đẹp không? Chiều nắng quá đẹp luôn đấy. Ở đây mình chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi nhé mọi người. Để tí nữa mình sẽ làm cái món kia nhé. Cái món sữa chua nhé mọi người. Mọi người chuẩn bị sẵn trước cho mình một cái nồi nước sôi nha. Sôi sục sục luôn đấy. Rồi, cái nồi thịt gà của mình nó sôi lên thì bây giờ mình cho rau củ quả vào luôn nhé. Mình không cho vào luôn bởi vì là mình để vớt bọt đấy. Nhưng mà nãy vớt bọt thì mình không có quay. Không có quay cái đoạn vớt bọt đấy, xả bây giờ mình mới cho vào nhé. Còn hành tây khi nào mà gần bắc ra thì mình mới cho vào nhé mọi người. Bởi vì là cho vào từ bây giờ thì hành tây nó sẽ nát bét ra mất. Đến lúc ăn nó không còn ngọt nữa. Âu, nó quá. Rồi, đậy vung. Cái này mình hầm thì mình để lửa nhỏ thôi nhé. Riu riu thì con mái già này nó mới nhừ. Chuyển sang cái món chính của ngày hôm nay nhé mọi người. Cái nồi cà ri thì mình đang hầm ở kia rồi. Đây là những cái hũ để mình đựng sữa chua mình đã luộc lại bằng nước sôi. Mua về thì mình luộc bằng nước sôi rồi mình úp đây cho nó khô nhé. Mình làm từ trưa cơ. Cái mấy cái hũ này thật ra là mình mua từ đợt trước Tết. Mình tính làm nhưng mà bận bịu quá, bữa nay mới làm được. Chần chừ mãi rồi qua Tết luôn rồi. Bữa nay tranh thủ mình làm luôn. Thường mình làm cái món này nó không mất thời gian đâu mọi người. Mình làm buổi chiều tối như thế này mình ủ 7-8 tiếng thì sáng mai mình có thể dùng được rồi. Ở đây thì mình có một hũ sữa đặc này, một hũ sữa chua này, với lại sữa tươi. Để tiết kiệm thời gian thì mình hùi sẵn nó ra rồi nhé. Bây giờ mọi người cho nó vào một cái nồi sạch như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ cho sữa đặc ông Thọ vào trước nhé. Cái nồi nước sôi mình nấu sẵn lúc nãy thì mọi người đong vào đây một loang này nhé.
mình cho hết vào đây luôn, đảo đều nó lên, đảo đều cho sữa nó tan luôn nhé mọi người. Ok, sữa tan hết rồi nhá. Bây giờ mình sẽ cho sữa tươi vào. Sữa tươi thì mình đây. Sữa tươi thì mình sẽ đong vào đây hai lon nhá. Một hộp này, một hộp này gần được một lon. Ok, hai lon mình đảo đều lên. Bây giờ mình sẽ cho một hũ sữa chua vào đây để làm men cái nhé mọi người. Cái hũ sữa chua này thì mình để ở ngoài thôi nhá, đừng có để ở trong tủ lạnh. Mình để ở trong tủ lạnh thì nó sẽ bị lợn cợn đấy. Trước khi đổ vào thì mọi người đảo đều lên nhá, đảo đều cái hũ sữa chua của mình lên để nó không bị lợn cợn. Cái này mà nó lợn cợn thì mình ủ xong đến ngày mai thì mấy cái hũ sữa chua của mình cũng không được mịn đâu. Nên là mình để nhiệt độ phòng. Với cả trước khi đổ vào thì mình phải đảo đều nó lên. Rồi, ok, sóng ở trong luôn rồi, đổ vào luôn luôn. Mình tráng luôn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ múc sữa chua vào hũ nha. Không biết là 12 hũ này không biết đủ độ mà mình mua một hộp thì nó có 12 hũ này mọi người ạ. Còn dư một ít mọi người ạ. Nói chung là mình làm như thế này là đủ 12 hũ luôn. Nó chỉ còn dư một chút xíu như vậy thôi. Ok, bây giờ mình đậy nắp nó lại đã. Đây là cái phần sữa chua sau khi mà mình đậy nắp với cả lau những cái phần sữa nó vướng ở bên ngoài cho nó khỏi dính nha mọi người. Xong xuôi thì bây giờ mình sẽ đi ủ sữa nha. Kéo dần nó lại đây. Mình mọi người ủ ở trong một cái nồi cũng được. Không thì mình có thùng đá như thế này thì càng tốt mọi người ạ. Mình sẽ xếp những cái hũ sữa của mình vào trong đây. Tại tiện nhà sẵn có một cái thùng đá to như thế này thì mình lấy mình ủ luôn. Còn nếu không thì mình dùng nồi thì mình quấn khăn ở xung quanh cái nồi mình ủ hơi ấm cũng được, không cũng được nhá mọi người. Rồi. Đấy. Cái này mình ủ 7 tiếng nha mọi người. Đến sáng mai thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Rồi, sữa chua xong thì lại quay lại nồi cà ri của mình nhé mọi người. Nước cạn rồi, để mình thử xem là cái đùi gà của mình, cái đùi gà này mình để nguyên cho bọn trẻ con nó ăn. Ok, mềm rồi. Bây giờ nước cũng cạn khá khá rồi đấy. Bây giờ mình mới cho hành tây vào nhé. Hành tây cho vào. Ok, nó sôi như thế này là mình bắt ra được rồi. À
Ui, nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Rồi, xong rồi. Chất như nước cất luôn mọi người ạ. Ngon lắm. Mình nếm thử phát xem nào. Xem là có bị lụt nghề không. À, ok, vừa rồi, ngon tuyệt vời luôn. Bây giờ vào sắp cơm chiến rồi. Mời mọi người ăn cơm với gia đình mình nha. Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Đây là cái phần sữa chua mà ngày hôm qua mình ủ đây. Mình lấy nó cho mọi người xem nhé. Nó bị hấp hơi ở trên cái nắp đây mọi người. Đây nó bị hấp hơi này. Mình mở ra mình sẽ lau hết cái nước hấp hơi ở trên cái nắp này đi nhá. Đừng quên chưa xem là nó có thành công không. Đây là cái phần sữa chua úp ngược của mình. Ok chưa? Buổi sáng mình tranh thủ mình mở ra xem là nó có nó đã được chưa nhé mọi người. Bây giờ là 6 giờ sáng nhưng mà nó vẫn hơi tối một tí, mình đang bật điện. Bây giờ mình sẽ gỡ hết mấy cái nắp này ra, mình lau cái phần nước nó đọng hấp hơi nó đọng bên trong cái nắp này. Là mình sẽ bỏ vào trong ngăn mát nhé. Bây giờ mình buổi sáng này mình phải đi làm mọi người, không có thời gian ăn thử xem nó như thế nào. Đợi đến lúc trưa về nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ nó ra ngăn mát. Mọi người muốn nó chua thêm một tí thì mình cứ để ở ngoài tầm 15 đến 20 phút nhé, nửa tiếng cũng được. Đừng để lâu quá, để càng lâu thì nó càng chua. Mình để ở ngoài tầm 20 phút rồi bắt đầu mình để cho nó lên men, rồi bắt đầu mình sẽ xếp vào ngăn mát tủ lạnh nhé. Đây là cái phần sữa chua lúc sáng mà mình lấy ra đấy mọi người. Mình tính buổi trưa về để review cho mọi người xem nhưng mà mình cái mùa vụ này nó bận quá nên mình không có thời gian mọi người. Cái này là mình để trong ngăn mát đấy mọi người, mình để trong ngăn mát từ sáng luôn. Cái này không phải bỏ trong ngăn đá đâu nhá. Không phải bỏ trong ngăn đá đâu mọi người, bỏ trong ngăn đá mình không múc được đâu. Ăn thử luôn nhé. Mới đi làm về cũng mệt nữa, kiểu thời tiết nó nóng ấy. Mấy cái món này ăn trời nóng thì tuyệt vời mọi người. Nếu như mà mọi người muốn nó ngọt hơn một tí nữa thì mình có thể dùng một bọc sữa tươi không đường và một bọc có đường nhé mọi người. Nếu như mà mọi người muốn làm cái sữa chua úp ngược này thành công ngay từ lúc ngay từ cái lần đầu tiên mình làm thì cái lúc mà mình đong cái sữa tươi ấy, mọi người thì mình không cần phải đong đầy hũ đâu. Một bọc sữa tươi bình thường thì tầm 330 thì phải, thì mình dùng một bọc đấy thôi là được, hai bọc đấy. Còn cái phần men cái thì mình tốt nhất là nên dùng hai hũ nhá. Để cho nó chắc ăn, một phát ăn ngay nhá. Còn nếu như mọi người muốn trải nghiệm làm một hai lần, hai ba lần gì đấy thì mình dùng một hũ sữa chua không đường để làm men cái cũng được. Cái này là mình làm nhiều lần rồi mình làm một hũ là được. Còn nếu như mà mọi người mới làm lần đầu thì có thể dùng hai hũ. Với cả một cái nữa là cái nhiệt độ của cái nước ấm mà khi mình ủ ấy. Mình nấu cái nước để mình ủ khi nào mà mình thấy nó hơi lăn tăn ở dưới đáy nồi ấy, thì mình lấy cái nước để mình ủ là vừa nhá mọi người.
mình ngủ đến sáng là ok. Nó có cái nước hấp hơi ở bên trong này, thì mọi người có thể lau đi. Cái này mình ăn dần, mình làm theo kiểu này thì không tốn thời gian. Buổi tối mình tranh thủ làm chắc tầm 15 phút thôi là được một mẻ, được một mẻ sữa chua như thế này. Đến sáng là mình có thể dùng được luôn. Thì là chua quá không lấy được vào trong. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhé mọi người. Một phát ăn ngay sữa chua úp ngược. Sữa chua của mình rất là sánh và mịn nhé mọi người. Cái này không cũng không phải đóng đá luôn đâu. Đấy, thấy không? Chào tạm biệt mọi người nhé. Hẹn mọi người ở video sau nhé.